Hello mọi người. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách để mình sử dụng cái trang là Canva để mình làm hình. Đây là một cái công cụ để giúp cho mọi người làm hình và không cần phải biết Photoshop, rất là đơn giản bởi vì nó có những cái mẫu có sẵn rồi. Thì mọi người vào cái đường link đó là canva.com nha. Rồi, mình có thể đăng nhập bằng Google hoặc đăng nhập bằng Facebook thì được. Thường thì đa phần là trên điện thoại hoặc trên máy tính thì mọi người đều có Facebook và Google sẵn rồi. Thường là Facebook ấy. Ở đây thì mình chọn bằng Google đi. Đấy, bấm vào đây. Tại vì mình làm cách này thì mình sẽ không cần phải tạo tài khoản. Nhiều người tạo tài khoản thì sẽ bị quên á, nên mình không cần phải tạo, mình dùng cái Google với Facebook. Ok, thì cái này mình chọn cái gì cũng được, cá nhân. Rồi, cái này không cần quan trọng đâu. Thì mình có thể bấm ra, bấm đại một cái đi. Bài đăng run đi. Bấm đại cái nào cũng được ha. Cái Canva này được sử dụng rất là nhiều thứ, chẳng hạn như mình có thể sử dụng cái Canva này để làm những cái hình đăng ở trên Instagram, hoặc là làm, nếu mà trên Facebook, đối với Facebook á, thì mình có thể làm một cái hình cover. Hình cover có nghĩa là cái hình ảnh bìa. Cái hình cover có nghĩa là cái hình ảnh bìa. Ảnh bìa là cái phần này nè, cái phần màu xanh này nè, hình trên cùng là ảnh bìa. Còn nhớ dưới đây là những cái hình ảnh post. Cái bài post, ví dụ như bài post này nè. Đây là một cái gọi là một cái bài post. Bài post thì nó sẽ có nhiều cái kích thước, có thể là kích thước là dạng vuông, hoặc là có kích thước là dạng ngang. Thì xu hướng bây giờ, cái thuật toán của Facebook bây giờ thì người ta sẽ sử dụng là dạng vuông nhiều, bởi vì nó được tối ưu nhiều hơn. Mình quay lại với cái phần thiết kế đây. Thì để mà mình có thể bắt đầu tạo ra một cái hình ảnh với Canva, có thể là mình đang muốn sử dụng để làm một cái ảnh bìa giới thiệu cái chương trình nào đó của mình. Ở đây mọi người bấm vào cái chỗ là tạo thiết kế, thì mình sẽ có rất là nhiều cái định dạng, outfit nè, thuyết trình nè, Instagram nè, video nè, logo nè, bài đăng Facebook nè, ấy, thông tin qua hình ảnh thư 10, những cái đủ cái kiểu hết. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng với bài đăng Facebook đi. Đây là cái mà chắc mọi người sẽ làm nhiều nhất. Đấy, mọi người thấy không, thường nó sẽ cho một cái kích thước vuông sẵn rồi nè, giống như cái mình vừa nói hồi nãy. Thì bây giờ là bên trái nó đã có một số cái template mẫu rồi, cái việc của mình làm chỉ cần thả vào thôi. Mình sẽ sử dụng máy tính thì nó sẽ khá dễ hơn ha. Bây giờ giả sử như mình chọn một cái template mẫu chẳng hạn như cái này đi, khá đẹp này. Đấy, mày sinh nhật. Đấy, mọi người thấy không, mình kéo qua ha, mình kéo qua. Và trong cái hình Canva này thì mình có thể thay đổi khá là nhiều thứ. Đầu tiên là mình sẽ thay cái dòng chữ nhé. Dòng chữ thì mình sẽ lít chuột vào trong từng cái phần chữ của nó. Mình muốn phóng to lên thì mình bấm chỗ này nè. Đấy, cho 50 đi cho nó dễ nhìn. Rồi, giả sử như mình muốn sửa cái chữ là gửi đến an dấu, yêu dấu gì đó, thì mình bấm vào đây, mình nhấp đôi chuột vào thì mình sẽ sửa đó. Gửi tôi thăng miến. Rồi, sinh nhật vui vẻ nhé, cũng có thể sửa được hả? Sửa vui vẻ hè hè. Cái phông chữ của nó thì sao? Cái phông chữ của nó mình quét nè, mình quét cái màu nè, quét cái này thì mình thấy ở phía trên nè, nó sẽ có hiển thị ra một số cái ô, thì mình sẽ chọn màu nè, đó mình chọn size nè, và mình chọn cái phông chữ. Thì cái bản free thì phông chữ của nó mình không có sử dụng nhiều được nhiều lắm, tại vì đa phần thì nó sẽ bị lỗi phông chữ tiếng Việt, cho nên thì thường thì mình sẽ sử dụng một số phông, chẳng hạn nếu như mình đang xài free hơn nha, thì mình có thể sử dụng một số cái phông chẳng hạn như Aria. Thì có những loại phông như thế này nó sẽ không bị lỗi chữ, thì cái này mình tự mò thôi, tự mò những cái phông chữ để biết cái lỗi nào, cái nào là sẽ không bị lỗi. Bây giờ mình sẽ qua cái phần là thay ảnh. Thì để thay lại cái ảnh này thì mình chỉ cần là tải cái hình của mình lên, mình bấm vào đây ha, mình sẽ tải cái hình của mình lên. Giả sử như mình đã chuẩn bị ở đây một cái hình sẵn nè, hình cô gái này. Sau khi hình đã up lên thì cái việc của mình làm bây giờ là mình sẽ giữ cái tấm hình này bằng cách là mình lít bên nút trái ha, và mình sẽ giữ nó ha, mình giữ nó và mình kéo qua bên đây. Cái hình này nó bị sọc bởi vì nó có bản quyền thôi, còn cái hình của mình thì đau từ Google xuống thì không có bị gì cả. Đây, sau khi mình thả qua thì mình thấy cái hình này nó chưa có được vô ưng ý với cái góc độ, chẳng hạn như cái đầu của cô gái này đang bị cắt nửa đầu đúng không, thì mình sẽ làm vậy, mình sẽ nhấp đôi chuột vào, nó sẽ hiện ra cái giao diện này. Thì khi đó ở giao diện này mình sẽ có thể là kéo được cái hình của cô gái này, kéo nhỏ cô gái này lại, rồi được hình như thế này đúng không ạ. Và tất cả những cái phần tử trong đây thì mình đều có thể thay thế được, chẳng hạn bây giờ mình sẽ up một cái hình tấm hình cô gái khác. Trong trường hợp mà khi mình kéo cái hình của cô gái này qua mà nó không nằm đè lên hình cái hình cũ á, mà nó nằm như thế này nè, thì cái việc mình cần làm đó là mình sẽ bấm cái nút đây để mình xóa nó, sau đó mình sẽ kéo lại.
Và tiếp tục bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người một thủ thuật mà các chị em rất là thích, đó là làm sao tách hình ra khỏi ảnh mà không cần biết Photoshop. Mình sẽ làm hai trong một luôn, vừa tách hình và vừa đưa nó vào trong Canva luôn. Đầu tiên là tách hình thì mọi người vào một cái trang, nó tên là remove.bg. Cái trang này nó không cần biết Photoshop nghe, mình chỉ cần up cái hình của mình lên thôi. Giả sử như mình up hình cô gái này lên là nó sẽ tự động nó xuất ra hình cô gái này, mọi người thấy không? Cái hình mà có những cái đường mà âu sọc xám, màu trắng thế này có nghĩa là nó đã xóa đi những cái hình kia rồi đó, chỉ còn hình cô gái rồi đó. Tí nữa thì mình sẽ đưa cái hình này vào trong ảnh cho mọi người xem. Mình sẽ bấm down về đặt là một đi. Thì mọi người hỏi là nếu như mà cái hình của mình nó phức tạp thì nó có thể xóa được không? Thì câu trả lời đó là có thể làm được hết, miễn là trong hình mà chỉ có một mình bạn thôi là nó đi được. Mình sẽ up tiếp một cái hình. Giả sử như hình này đi, cô gái này nè. Hú hồn chưa? Rồi, cũng đau về. Đấy. Bây giờ mình đưa cái hình này vào trong Canva. Khi mà mọi người làm, mấy bạn nữ mà làm được cái chiêu này thì thôi, ôi thôi rồi luôn. Ghép mê ly. Bây giờ giả sử như có cái hình này ha, cái hình trong Canva này, thì bây giờ mình muốn đưa cái hình của cô gái đó vào, mình sẽ đưa thế nào? Đấy. Rồi, bây giờ ngày của mẹ và muốn giả sử như mình xóa hình của mẹ ha, mình đưa lên, thì bây giờ mình có hình của mẹ mình. Đây, mình sao thì mình đã xóa phong rồi, mình sẽ có một hình giống thế này. Thì mình đưa hình của mẹ mình vào ha. Kéo hình cô gái này nhỏ lại. Chuyên nghiệp không? Đưa đây đi. Đấy. Ôi thôi rồi luôn. Quá đẹp. Và sau khi mình đã ưng ý với cái hình của mình rồi, mình muốn tải xuống thì mình chỉ việc bấm vào đây, sau đó bấm tải xuống thôi. Đấy, là xong. Tàn tàn. Vậy là mình đã có một cái hình để mà đăng trên Facebook. Bữa cơm nghe. Rồi, xong. Tàn tàn. Đấy, vậy là xong cái hình. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này, và nếu có gì thắc mắc hãy comment phía bên dưới và mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn.